Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Sao Hoa. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Thứ nhất, Phùng Thiệu Phong. Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, Phùng Thiệu Phong cũng chính là người thừa kế duy nhất khối tài sản khổng lồ do cha anh gây dựng. Vậy nên ngay từ khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, thì nam diễn viên này đã sẵn sở hữu một khối tài sản khủng, có xe xịn, biệt thự hạng sang trị giá lên đến 14 tỷ đồng. Được biết, cha của Phùng Thiệu Phong nắm trong tay một đế chế may mặc rải khắp các thành phố như Ôn Châu, Phúc Kiến, Quảng Châu. Lúc Phùng Thiệu Phong tham gia vào giới giải trí, ông là người cật lực phản đối. Sau đó thì nam diễn viên đã phải hứa với cha mình rằng sau này sẽ trở về nhà cùng cha quản lý công việc kinh doanh. Thứ hai, Lộc Hàm. Không kém cạnh những cái tên nêu trên, Lộc Hàm cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và gia giáo. Trước đây thì anh chàng cũng từng đi học tại một ngôi trường chỉ dành riêng cho giới con nhà giàu ở Bắc Kinh. Tuy vậy thì anh chàng không hề khoe khoang gia thế giàu có mà luôn chứng tỏ thực lực bằng chính tài năng thực sự của mình. Đến thời điểm hiện tại thì Lộc Hàm đã trở thành một nam ca sĩ diễn viên vô cùng nổi tiếng. Anh từng là cựu thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO và EXO-M. Thứ ba, Ngô Dược Phàm. Giống như Lộc Hàm thì Ngô Dược Phàm cũng từng là một thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám EXO. Trước đó thì anh cũng từng theo học tại một trường trung học hàng đầu tại Hoa Kỳ. Ngô Dược Phàm là một Hoa Kiều Canada gốc Hoa. Trước khi gia nhập ngành giải trí thì anh đã là một cậu ấm chính hiệu, thoải mái chi mạnh cho những item thời trang đắt đỏ. Còn có tin đồn anh chính là cháu của siêu tỷ phú người Hồng Kông Lý Gia Thành. Thứ tư, Hoàng Tử Thao. Theo như lời của ông Hoàng Trung Đông, bố của Hoàng Tử Thao cho biết, con trai ông sẽ là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình lên đến 65.000 tỷ đồng. Bởi vậy, Hoàng Tử Thao là cậu ấm chính hiệu, được dùng tiền không phải nghĩ, ngay cả xe sang cũng sở hữu nguyên cả bộ sưu tập. Tuy vậy thì Hoàng Tử Thao cũng đi liền với nhiều tai tiếng. Cư dân mạng cho rằng anh dựa hơi ra thế để gây dựng sự nghiệp. Anh trai này than vãn mệt mỏi trên trang cá nhân khiến nhiều người cảm thấy gai mắt. Thứ năm, An Dĩ Hiên. Ai cũng nói An Dĩ Hiên may mắn khi lấy chồng đại gia là CEO Trần Vinh Luyện mà quên biết rằng cô cũng sẵn là một thiên kim tiểu thư rồi. An Dĩ Hiên sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu nứt đố đổ vách và có địa vị cao trong xã hội. Ông của An Dĩ Hiên từng là người có chức quyền, đến đời bố của cô cũng tiếp tục nắm trong tay quyền lực quan chức lớn. Bà của cô lại là đại địa chủ khu đông sở hữu khối bất động sản khổng lồ. Thứ sáu, Cảnh Điềm. Nữ diễn viên Cảnh Điềm có bố là ông Cảnh Tuấn Hải, một người có tầm ảnh hưởng tương đối lớn trong giới chính trị. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương. Bên cạnh đó thì nhiều nguồn tin cho biết Cảnh Điềm còn quen biết ông Vương Kiện Lâm, một tỷ phú giàu nhất Trung Quốc kiêm chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt. Thứ bảy, Quan Hiểu Đồng. Con nhà nói chính gốc chính là Quan Hiểu Đồng, gia đình cô có tận 3 thế hệ là nghệ sĩ. Ông của cô là Quan Học Tăng, một nghệ sĩ đồng thời là người sáng lập ra loại hình nghệ thuật cầm thư nổi tiếng ở Bắc Kinh. Mẹ của Quan Hiểu Đồng là diễn viên kịch nói, còn cha cô là nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp Quan Kiều Tăng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, lại giàu có nên Quan Hiểu Đồng khiến không ít người ghen tị. Thứ 8, Ngô Tôn. Ngô Tôn được biết đến là thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải. Anh là con trai út của Ngô Cảnh Thiêm, một tỷ phú người Hoa tại Brunei, nắm trong tay khối bất động sản khổng lồ. Bác của anh là Ngô Cảnh Tấn, cũng là một tỷ phú kinh doanh xe hơi, chiếm lĩnh 3/4 thị trường xe hơi và là chủ của thời báo Brunei. Thứ 9, Trần Vĩ Đình. Trần Vĩ Đình có bố mẹ là doanh nhân có tiếng trong giới vận chuyển và thời trang, gia đình của anh thuộc hàng giàu có tiếng ở Hồng Kông. Sau khi bố của Trần Vĩ Đình mất thì gia đình có chút sa sút nhưng đã nhanh chóng vực dậy và thậm chí còn hưng thịnh hơn xưa nhờ sự cố gắng nỗ lực của anh và chị gái của Trần Vĩ Đình. Thứ 10, Lâm Phong. Lâm Phong có một gia đình giàu có về thế và quyền lực nên không ít người cho rằng anh dựa vào gia thế có được sự nổi tiếng. Tuy vậy thì chính anh đã khẳng định rằng bố mẹ không hề can thiệp vào đời sống cũng như sự nghiệp của anh. Nói về gia đình của Lâm Phong thì cha của anh là ông Lâm Hoa Quốc. Ông là người nắm trong tay khối bất động sản khổng lồ thuộc hàng bậc nhất tại Hạ Môn. Ông được mệnh danh là Lý Gia Thành của Hạ Môn, đồng thời là nhân vật mang tầm ảnh hưởng chính trị lớn của tỉnh Phúc Kiến. Bên cạnh sự nổi tiếng, những ngôi sao Hoa ngữ kể trên còn có một gia thế khổng lồ sau lưng. Tuy vậy thì họ lại chưa từng khoe khoang hay dựa dẫm vào gia đình mà luôn cố gắng tự gây dựng sự nghiệp và bước đi trên chính đôi chân của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn hãy like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Chúc một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.